Chào các bạn, trong clip trước thì mình đã hướng dẫn các bạn khởi tạo một dự án mới. Tuy nhiên, cái dự án chúng ta khởi tạo bằng cái template default metric nên nó sẽ có một số cái nó bị thừa. Nói thừa tức là nó có rất nhiều rác. Bởi vì cái default metric đấy nó linh tinh mà. Các bạn thấy ví dụ như lệnh tường này. Các bạn sẽ thấy trong này có rất nhiều các loại tường. Đủ các loại tường luôn mà chắc chắn là các bạn sẽ không dùng tới. Hay là có rất nhiều thứ khác nữa cơ. Hay ví dụ cái cột. Cột kết cấu trong Revit đây lại đang là cột thép. Đấy, thấy chưa? Mà thường chúng ta làm cột bê tông đúng không? Cái dự án chúng ta làm cột bê tông mà. Đó, nói chung nó rất là nhiều thứ khác. Thì để mà có thể dọn dẹp qua cái file này để trước khi bắt đầu các bạn dự án cho nó mượt mà hơn, chúng ta sẽ vào trong cái tab Manage. Và các bạn vào cái chỗ là cái lệnh Pugge Units cho mình. Lệnh tab là PU. Thì cái lệnh này nó giống như một số phần mềm khác như là CAD hay SketchUp đều có. Tức là nó sẽ giúp các bạn dọn sạch những cái đối tượng mà có trong dự án nhưng mà không dùng tới. Đấy. Thế nên là mình nói thế chắc là các bạn cũng hiểu được là cái khả năng của nó. Nhưng mà cũng có rất nhiều cái vấn đề. Ví dụ như là bạn mà vô tình xóa mất đi sau này cũng lốt lại hơi mất thời gian. Do vậy khi các bạn đi xóa cũng cẩn thận cho mình này. Thì đầu tiên là các bạn vào đây các bạn thấy là ví dụ như là tường nhá. Tường đây đấy, các bạn thấy có một đống tường đây này. Đấy, thì khi các bạn vào đây nó mặc định là nó sẽ tích chọn hết cho các bạn. Như này. Đó. Thì nói chung là chúng ta nên cẩn thận là chúng ta nên đi chọn thì các bạn check none hết cho mình. À, sau rồi chúng ta mới đi chọn, ví dụ như tường, cái bộ tường này này thì mình chả dùng cái nào cả, mình xóa hết đi. Đấy, chọn hết đi. Đấy, giữ trừ lại một cái duy nhất thôi, để trừ lại cái này. Đó, cái tường vuông nếu mà không dùng hai cái này, các bạn xóa luôn hai cái này này. Window mà không dùng xóa luôn, rồi sau lốt vào, sau. Hay là ví dụ như là dầm này dầm thép không dùng này, cột này cột thép không dùng này. Mái này có rất nhiều loại mái đây thì xóa bớt đi. Đó, thì nó mặc định nó trừ lại cho các bạn một cái là generic đây. Đó. Hay là nó có đồ nội thất, cái bàn này không dùng này, sàn thì xóa hết đi. Không dùng mà, sau mình tự đi tạo hết mà. Đây toàn sàn của nước ngoài hết. Đó, ví dụ như thế. Hay là planting cây cối xóa đi, parking xóa đi. Cột này xóa này, trần giả xóa bớt đi. Để giữ được cái một cái thôi. Đó. Nói chung là các bạn chủ yếu xóa đối tượng 3D thôi. Đấy. Mấy cái này thôi. Còn ngoài ra nó có mấy cái nữa như là dim này, các loại dim này. Ví dụ như là linear đây, mấy có mấy loại dim xóa bớt đi này. Rối, xóa bớt đi. Nói chung các bạn xóa một số cái, ví dụ xóa dim này. Mình xóa cái gì thì các bạn xóa theo nhé, đừng có đi xóa. Xóa hết là sao không có mà làm đâu. Thực ra không xóa hết thì đi lốt lại thôi, mất thời gian thôi. Nhưng mà nói chung là không nên xóa số cái như anh mình xóa đây thôi. Ví dụ xóa trần, xóa cửa, xóa tường. Đó. Những cái gì mà thường đối tượng 3D ấy. Đó. Xóa xong rồi các bạn ok. Đấy, xóa xong rồi thì các bạn sẽ, ví dụ bây giờ mình vào lệnh tường này. Thì nó chỉ còn đúng một cái này thôi. Đó. Thì nó sẽ thuận tiện hơn cho bạn sau này các bạn đi là đỡ các đối tượng đối các thư viện mà không cần thiết cho nó sạch file. Sau đó rồi thì các bạn có thể lưu file này lại nhá. Đó, các bạn lưu file. Và các bạn đặt tên vào cái chỗ đặt vào đây. Ví dụ đây mình sẽ lưu là bài này là bài 401 04 01 start. Yeah. Và nhưng mà các bạn lưu cho mình là trong lần lưu đầu tiên các bạn có cái mục option này. Thì nó sẽ, cái này là số file backup, tức là số file mà nó lưu lại. Tức là Revit nó không tự động lưu file các bạn đâu. Mà nó lại tự động tạo ra các phiên bản lưu trước đó. Ví dụ các bạn, mỗi lần các bạn lưu nó sẽ tạo cho bạn một cái file mới cộng với một file cũ. Đó, cái file. Thì ví dụ các bạn mà có 2, điền 20 đây thì nó sẽ tạo cho bạn 20 file. Và cái file này nó có đặc điểm là nó cứ có đuôi là 0.001, 002, 003 đến 0020. Thì các bạn lưu ý là nếu các bạn mà không cần quá nhiều file backup, tức là những file lưu trữ lại, thì bạn để 2 hoặc 3 thôi. Hoặc 2 hoặc 3 thôi, đừng có cho nhiều quá. Trừ khi làm dự án lớn mới cho nhiều, còn các dự án nhỏ thì 2 hoặc 3 thôi, tránh nặng máy. Ok. Và cái này các bạn đặt tên nha, ví dụ các bạn đặt tên là dự án gì đó, architect, rồi kiến trúc, hoặc là KT, hoặc là dự án nhà ở gì đó, các bạn đặt tên lại nhé. Được chưa? Rồi. Mình vào lưu file. Rồi, như vậy là đã xong. Các bạn dọn dẹp cho mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.